Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, như thông lệ thì khi có Lucky J thì mình sẽ ghi hình video lại và mình muốn chia sẻ với các bạn những cái khoảnh khắc rất là đặc biệt này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi giữa Shiny Mewtwo và Shiny Rowden và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có kết quả tốt nhé. Hãy cùng mình xem video nào. You want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have it, no regrets. We make out for the thrill of it. Ok, và các bạn ơi, ngày hôm nay mặc dù là kết quả của chúng ta không có được Shindo Lucky, tuy nhiên thì mình cũng đã sở hữu được Lucky Pokemon dạng Shiny rồi đúng không nào? Và mình hy vọng rằng là trong tương lai mình sẽ có thật nhiều những Lucky J để mình có thể chia sẻ cho các bạn những khoảnh khắc thật đặc biệt này nhé. Các bạn cũng đừng quên like video và subscribe kênh YouTube để ủng hộ tinh thần cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt.